Ngục gia cuồng long chương 2226 huyền không sơn tần phong chính mình cũng không có phản ứng kịp, thời gian 10 ngày trải qua nhanh như vậy sao? Rõ ràng hắn từ trong hồi ước hoàn hồn, lại đến rút ra thanh kiếm này, nhiều nhất bất quá dùng một hai cái giờ mà thôi, làm sao lại đảo mắt liền 10 ngày. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể từ viện tử của mình nhìn thấy tòa kia quan tinh đài nó sừng sững ở lơ lửng trên núi cao bây giờ đang phát ra hào quang sáng chói màn đêm buông xuống đầy trời tinh đồ tại sau lưng nó bày ra lóe lên quần tinh hội tụ thành một bộ đặc sắc tuyệt luân bức hòa mà nguyên bản không có bất luận cái gì sắc thái quan tinh các bây giờ sáng lên hào quang sáng chói xung quanh là quần tinh bản thân nó chính là một vầng minh nguyệt Mấu chốt nhất là Tần Phong nghe được trận kia tiếng chuông cũng không phải bị người vì gõ vang, mà là đến từ quan tinh các mái nhà. Nơi đó đứng vững vàng một tòa chuông lớn, phát ra thuần hậu trầm thấp tiếng chuông, vang dội toàn bộ thành trấn. Thời gian 10 ngày, đúng như giây lát một cái chớp mắt. Tiêu Hạ ngồi ở bên cạnh cái ao, nâng cầm lên nhìn xem Tần Phong tiểu tử ngươi phía trước đều đang nghĩ cái gì đâu mười ngày này ngươi liền đứng tại trong ao không nhúc nhích tiêu hạ giải đáp tần phong nghi hoặc hắn cúi đầu nhìn mình trong tay thanh kiếm này còn có nghi vấn không có giải quyết tiêu hạ ta vị trí ngôi viện này đến cùng là chân thật vẫn là huyễn cảnh theo lý thuyết đâu ngôi viện này là bởi vì tâm cảnh của ngươi mà biến hóa ra tự nhiên nên huyễn cảnh mới đúng. Tiêu hạ nâng cầm lên, miến cưỡng nói, chỉ có điều đâu, viện này đúng là huyễn cảnh. Nhưng trong tay người thanh kiếm kia lại là chân thực tồn tại. Tần Phong hơi kinh ngạc, cái này một nửa mục nát kiếm, lại là chân thực tồn tại. Người thật giống như hẳn là đi ra. Tiêu hạ nhắc nhở một câu, ta bây giờ nhìn không ra thanh kiếm này có ích lợi gì nhưng ta có thể cảm giác được trên người nó có đến từ dị thế khí tức tất nhiên thanh kiếm này là lòng ngươi cảnh sản phẩm vậy ngươi tốt nhất vẫn là thu tốt hơn tần phong cũng có quyết định này nếu là hắn tâm cảnh bên trong đồ vật mặc kệ là hư ảo vẫn là thực thể đều tốt nhất đừng khiến người khác nhìn thấy hắn đem bên này thu vào thiên cơ trong túi sau đẩy cửa ra đi ra ngoài vừa vặn gặp từ đối diện đi ra ngoài độc cô cửu kiếm. Trải qua 10 ngày, nhưng độc cô cửu kiếm trạng thái nhìn không thế nào tốt, thậm chí ngay cả trên mặt đều có sợi dâu, quần áo trên người cũng có chút ô uế. Người tu tiên đối với tránh bụi thuật tự nhiên là dung hội quán thông, xem ra những ngày này độc cô cửu kiếm ngộ đạo chi lộ cũng không thuận lợi, hắn ngay cả mình hình tượng đều không để ý tới nhìn thấy Tần Phong đi ra, độc cô cửu kiếm chủ động đi lên cùng hắn chào hỏi, Tần Huynh, người cũng đi ra à? Ân, Tần Phong gật gật đầu, xem chỗ cao quan tinh đài. Bây giờ là muốn bắt đầu sao? Độc cô cửu kiếm theo hắn ánh mắt nhìn lại, ân đâu? Chỉ cần quan tinh đài tiếng chuông vang lên, đó chính là bắt đầu. Tại tiếng chuông dừng lại phía trước, mặc kệ mấy ngày nay trong sân có hay không nhận được cảm ngộ lúc này đều phải đi ra nếu không thì có khả năng bị vây ở tâm cảnh bên trong nói xong hắn quay đầu liếc mắt nhìn tần phong thấy hắn trên áo bào cũng dính lấy phần đục thậm chí còn ướt đột nhiên nhếch miệng cười hắc hắc vốn là ta còn tưởng rằng ta thật xui xẻo này mười ngày trải qua mười phần chật vật hiện tại xem ra người cũng không so với ta tốt đi nơi nào a à. so với ta mạnh hơn người đều không thể ngộ đạo vậy ta trong lòng có thể thoải mái hơn gặp độc cô cửu kiếm nói chuyện không chút nào che lấp tần phong có chút im lặng kỳ thực loại chuyện này ngươi có thể mừng thầm không cần phải nói đi ra thiếu niên vung tay lên trên mặt gốc dâu cằm tiêu thất nhưng không có đi quản quần áo cái này sao con người của ta từ nhỏ đã không thích nói láo độc cô cửu kiếm gãi đầu một cái có chút xấu hổ ta vừa rồi lời kia có phải hay không đắc tội ngươi ta xin lỗi ngươi a à. thân là thiên kiếm tông thiên kiêu độc cô cửu kiếm nói xin lỗi thái độ thành khẩn hơn nữa tốc độ thật nhanh mấu chốt là hắn ngay cả mình có hay không đắc tội với người cũng không biết đầy trong đầu cũng chỉ có kiếm gặp độc cô cửu kiếm nói chuyện không chút nào che lấp. Tần Phong có chút im lặng, kỳ thực loại chuyện này ngươi có thể mừng thầm, không cần phải nói đi ra. Thiếu niên vung tay lên, trên mặt gốc dâu cầm tiêu thất, nhưng không có đi quản quần áo. Cái này sao, con người của ta từ nhỏ đã không thích nói láo. Độc cô cửu kiếm gãi đầu một cái, có chút xấu hổ ta vừa rồi lời kia có phải hay không đắc tội ngươi? ta xin lỗi ngươi a à. thân là thiên kiếm tông thiên kiêu độc cô cửu kiếm nói xin lỗi thái độ thành khẩn hơn nữa tốc độ thật nhanh mấu chốt là hắn ngay cả mình có hay không đắc tội với người cũng không biết đầy trong đầu cũng chỉ có kiếm tần phong nhìn hắn bộ dáng này lắc đầu bất đắc dĩ người cũng không cần nói xin lỗi Ngươi dạng này rất tốt a. À. Đúng vậy a, à. có một khỏa xích tử chi tâm, không cần vì nhân tâm quỷ quyệt đạo lý đối nhân xử thế ràng buộc, giống độc cô cửu kiếm loại người này. Từ nhỏ chính là bị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, hắn kỳ thực căn bản vốn không biết cái gì kêu tội nhân, bởi vì hắn căn bản không cần quan tâm có thể hay không đắc tội với người. Gặp Tần Phong không hề không vui độc cô cửu kiếm lại lộ ra hai hàm răng trắng, người không tức giận liền tốt, mẹ ta luôn nói ta người này luyện kiếm luyện choáng váng. Không quá biết nói chuyện, đúng, một hồi chúng ta cùng một chỗ đi a à. người là thể tu, đăng đỉnh chắc chắn không có vấn đề, chúng ta giúp lẫn nhau. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, ta cảm thấy ta muốn lấy lại lời của ta mới vừa rồi, người cũng biết ta là thể tu loại trình độ này với ta mà nói căn bản vốn không thành vấn đề thật sự còn cần đến giúp lẫn nhau sao độc cô cửu kiếm tâm cơ thực sự có chút ngây thơ ngay thẳng bị tần phong đâm một cái phá hắn liền đỏ mặt ngượng ngùng vào đầu hắc hắc kỳ thực ta là sợ ta có chút tốn sức để phòng vạn nhất đi chờ hắn nói xong tần phong đã trước một bước đi về phía trước đuổi kịp a coi như ta cho thêm ngươi điểm lợi tức." Đa Tạ, Độc Cô Cửu Kiếm nghe vậy, vui vẻ lập tức viết trên mặt. Hắn bước nhanh cùng lên đến. Cùng lúc đó, bọn hắn xung quanh cũng không ít mới từ trong viện đi ra ngoài người, vừa nhìn thấy Tần Phong, toàn bộ đều kính sợ tránh xa. Liền Độc Cô Cửu Kiếm cùng hắn đi cùng một chỗ, đều không người đi lên chào hỏi, nếu là đặt ở ngày thường, giống độc cô cửu kiếm loại này đại tông môn thiên kiêu, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có người đi lên kết giao. Nhưng bây giờ, Tần Phong liếc qua vẫn còn đang cho hắn giới thiệu quan tinh đài quy tắc độc cô cửu kiếm, bỗng nhiên hỏi, ngươi cứ như vậy cùng ta đi cùng một chỗ. Liền không sợ người khác hiểu lầm, độc cô cửu kiếm sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới người bên cạnh hiện tại bọn hắn hai người xung quanh thật giống như kèm theo một tầng kết giới. Trước sau 4-5 mét đều không người tới gần, thậm chí có người thấy được bọn hắn, lập tức liền cùng bên cạnh đồng bạn si xào ban tán. Độc cô cửu kiếm lại lớn vung tay lên. Cái này có gì có thể hiểu lầm đấy? Thanh giả tự thanh, công đạo tự tại nhân tâm thôi. Lại nói, coi như không có tần huynh ngươi ta nhân duyên cũng không có gì đặc biệt. Cái này Tần Phong ngược lại là nghe Trúc Tinh nhắc qua, độc cô cửu kiếm chính là một cái kiếm si, lúc trước có người hữu tâm nịnh bợ Hắn đi lên chuyện thứ nhất chính là cùng đối phương đơn đấu. Nếu như đánh không lại hắn, hắn cũng không có lòng kết giao. Hắn ưa thích cường giả, ưa thích có giá trị đối thủ kỳ thực hắn so sánh chính mình yếu người cũng không phải chán ghét, chẳng qua là quá không biết cùng người giao tế, cho nên dù là hắn thân là thiên kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu. Bên cạnh lại không mấy cái bằng hữu liền thân ca của hắn ca môn đều cùng hắn cũng không thân cận. Những năm này, hắn một mực cùng kiếm làm bạn, thu hồi ánh mắt, tần phong cũng không có nói thêm cái gì đám người tề tụ tại quan tinh đài ở dưới chân núi, núi cao lơ lửng, chỉ có treo mấy chục đạo treo bậc thang miễn cưỡng rủ xuống rớt xuống tới. chương 2227 leo núi cái này treo bậc thang mặc dù cùng quan tinh sơn kết nối, nhưng mà cách xa mặt đất cũng có 7-8 mét khoảng cách, cái này khiến tại chỗ không thiếu tu sĩ đều gặp khó khăn. Cảm giác quy định leo lên quan tinh các là không thể dùng linh lực, cho nên thuật pháp của bọn họ đều vô dụng, nếu không trực tiếp ngự kiếm đi lên tiết kiệm nhiều việc. Bây giờ không thể dùng linh lực, treo bậc thang cách xa mặt đất cao như vậy, như thế nào đi lên thật đúng là một cái vấn đề. Độc cô cửu kiếm ngược lại là còn tốt hắn mặc dù là trời sinh linh cốt nhưng bản thân hắn đối với kiếm tu một đạo cực hạn truy cầu để cho hắn sớm tu luyện qua võ đạo khinh công vẫn là không có vấn đề tần phong nhìn chung quanh một chút không có ở trong người người nhốn nháo nhìn thấy vô tướng tông những người khác ngược lại là liếc mắt liền thấy được chuông cách hôm nay đám người này bên trong Muốn nói ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, còn có ai không được hoan nghênh, vậy khẳng định chính là chuông rời. Hắn thắng Hoàng Kỳ Ti, đem Huyền Linh Tông đắc tội đến đủ hung ác. Lại thêm phía trước hắn còn đắc tội từ Như Nguyệt, Linh Hư Tông người cũng là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngự thú môn bản thân liền bất nhập lưu, tự nhiên không có cái gì đồng minh hội đứng tại hắn bên này cho nên lúc này chuông cách này bên cạnh cùng hắn tình huống nơi này không sai biệt lắm bên cạnh cơ bản không có người nào tần phong thấy thế chủ động đi tới độc cô cửu kiếm không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là theo sau chuông ly huynh trùng hợp như vậy a à. người cũng tới bò quan tinh đài nghe được tần phong chào hỏi phương thức độc cô cửu kiếm một mặt xoắn suýt, tần huynh ta thế nào cảm giác ngươi cái này cùng người đến gần phương thức cùng ta tương xứng đâu. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng đến hắn, chuông ly huynh, nếu đều gặp, đó chính là duyên phận. Muốn hay không cùng một chỗ, xung quanh có người nghe nói như thế, lộ ra thêm vài phần vẻ hâm mộ. Đều biết Tần Phong là thể tu, leo lên quan tinh đài chuyện như vậy với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn cho dù không cần linh lực cũng có thể leo đi lên. Tại chỗ không thiếu thuật, tu cùng đan tu khuôn mặt đã nhanh kéo đến trên mặt đất, một chút kiếm tu cũng không tốt hơn chỗ nào. Không hắn, trong những người này không thiếu đang thức tỉnh linh cốt phía dưới căn bản không có võ đạo cơ sở, cho dù đã thức tỉnh linh cốt sau đó, cũng quá ỷ lại chính mình linh cốt cùng linh lực đang rèn luyện thể phách phương diện căn bản liền không có hứng thú bây giờ đối mặt treo cao giữa không trung núi cao rất nhiều người đều gặp khó khăn nếu có thể có một cái thể tu lúc này chủ động mang chính mình đi lên bất quá rất đáng tiếc những người khác cực kỳ hâm mộ nhưng mà chuông cách cũng không mua chướng thậm chí cũng không muốn đáp lại tần phong mà nói chỉ là ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem phía trước treo bậc thang không cần chính ta lộ chính ta đi không cần người khác hỗ trợ độc cô cửu kiếm nghe vậy ngược lại là hướng hắn giơ ngón tay cái lên vị đạo hữu này người cũng có thể a à, là cái hảo hán chuông ly biệt mắt nhìn không để ý hắn độc cô cửu kiếm thu hồi ngón tay cái của mình có chút lung túng gãi gãi đầu hướng tần phong nói Tần Huynh, ta có phải hay không lại nói sai lời nói, không có quan hệ gì với ngươi." Tần Phong thở dài một hơi, "Vỗ vỗ độc cô cửu kiếm bả vai." "Chính xác, cùng Độc Cô Cửu Kiếm không có quan hệ. Chuông Cách không phải nhằm vào hai bọn hắn, mà là đối với tất cả mọi người đều bộ này đức hành. Cái này có lẽ cùng hắn lúc trước kinh nghiệm có liên quan." một cái dựa vào chính mình từng bước một đi đến hôm nay người là sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác tần phong lý giải hắn nhưng mà hắn phải cùng chuông cách rút ngắn quan hệ chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu còn không đợi hắn tiếp tục dây dưa quan tinh đài nguyên bản vốn đã dừng lại tiếng chuông lại độ vang lên phía trước cách khá xa vẫn không cảm giác được phải bây giờ liền đứng tại chân núi tiếng chuông vang lên thời điểm thậm chí có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đều tại chấn động tần huynh chúng ta có thể đi độc cô cửu kiếm vỗ vỗ tần phong nhắc nhở kỳ thực không cần hắn nhắc nhở tần phong cũng nhìn thấy không ít người đã bắt đầu hành động dù là sẽ không nhẹ nhõm lúc này cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đi leo núi có không ít người tới qua có kinh nghiệm lúc này trực tiếp từ thiên cơ trong túi móc ra thang dài cùng người bên cạnh đã đạt thành hợp tác một cái phụ trách đỡ thang dài chờ một người sau khi đi lên lại từ người này từ bên trên khống chế lại cái thang để cho phía dưới người đi lên biện pháp này mặc dù đần hơn nữa vừa lãng phí thời gian lại phí sức nhưng vẫn là có không ít người làm như vậy dù sao dưới tình huống sẽ không nhẹ nhõm đây đã là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà phương pháp này cần phải có người hợp tác, không ít người đã đã đạt thành đồng minh. Tần Phong nhìn chuông cách như cũ đứng tại chỗ, hắn sau khi biết giả là chắc chắn không có ai cùng hắn hợp tác, thế là chủ động đưa ra, kỳ thực, chúng ta hợp tác. Ta trước tiên có thể tiễn đưa ngươi đi lên chuông cách tới tinh khí trực tiếp đi lên phía trước ta nói không cần ai vị đạo hữu này tinh khí làm gì như thế lớn đi độc cô cửu kiếm một mặt u mê quay đầu nhìn tần phong tần huynh người đắc tội qua hắn à tần phong thở dài một hơi nếu là thật từng đắc tội liền tốt đi thôi chúng ta đi lên trước nói xong Tần Phong cũng hướng về treo bậc thang tới gần. Độc Cô Cửu Kiếm vội vàng đuổi theo. Chúng ta thật sự mặc kệ hắn rồi. Ta xem bộ dáng của hắn giống như trên thân còn có thương đâu. Tần Phong xa xa liếc mắt nhìn chuông cách, lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn. Ta tin tưởng hắn chắc chắn có thể đi lên. Nếu như cuối cùng chuông cách không thể đăng đỉnh, cái kia tần phong cũng không trông cậy vào hắn sau đó khả năng giúp đỡ chính mình lại mở triệu hoán trận hai người không có bao nhiêu giao tình nếu như không có giá trị lợi dụng tần phong cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững dứt lời tần phong cũng sẽ không đi xem chuông cách bay thẳng thân mà lên độc cô cửu kiếm cũng không cam lòng rớt lại phía sau lập tức đạp chân xuống đi theo tần phong Hai người đều rơi vào treo trên thang, những người khác lập tức liền bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Cũng may đăng đỉnh quan tinh các cũng không phải ai đi phải sớm ai liền có thể nhận được nhiều nhất, đều xem thiên mệnh. Tần Phong hai người bên trên treo bậc thang tốc độ rất nhanh. Cũng có chút võ đạo xuất thân tu sĩ cùng bọn hắn tốc độ không sai biệt lắm, rất nhanh liền tiến vào leo núi khâu nhưng mà leo núi có thể so sánh treo bậc thang gian khổ nhiều lắm treo bậc thang mặc dù lay động nhưng tốt xấu còn có có thể chỗ đặt chân cái này quan tinh sơn từ chân núi đến đỉnh núi rõ ràng là một ngọn núi lại cơ hồ thẳng đứng tại mặt đất hơn nữa vách núi vô cùng bóng loáng giống như bị đặc biệt rèn luyện qua một nửa quá trình này liền khó khăn rất nhiều liền độc cô cửu kiếm đều đi có chút tốn sức tần phong ngược lại là còn tốt tương tự như vậy huấn luyện hắn tại u minh mục giam thời điểm liền nhận qua không thiếu lúc này ngược lên tốc độ không chậm bất quá tại leo núi quá trình bên trong hắn liền phát hiện cứ việc quan tinh sơn vách núi khó đi nhưng mà tại những này bóng loáng trên vách đá ngẫu nhiên lại có thể trông thấy một chút pháp khí khảm nạm ở trong đó chỉ lộ ra một chút điểm tất cả mọi người còn tại gian khổ leo núi thậm chí có người vừa mới bên trên quan tinh sơn liền lăn xuống dưới ngã trở thành trọng thương thế nhưng là qua lưng chừng núi sau đó đã có người phát ra kinh hô bị một đạo quang mang bao phủ quang mang này cũng không tính cỡ nào rực rỡ nhưng cũng là pháp khí nhận chủ tượng trưng coi như khảm nạm tại trên vách núi đá không tính là gì thượng phẩm linh khí, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quan Tinh Sơn bên trên có người vui vẻ, có người buồn. Chương 2228 đi cửa sau tại trong xung quanh hoặc gieo hò hoặc âm thanh kêu rên Tần Phong cùng Độc Cô Cửu Kiếm Tâm vô bằng vụ, đối với đi ngang qua những cái kia linh khí, bọn hắn thậm chí không có nhìn nhiều, những thứ này linh khí không có đối bọn hắn tỏa ra ánh sáng, lời thuyết minh những vật này nguyên bản là không thuộc về bọn hắn. Huống chi, chỉ có đỉnh núi linh khí mới thuộc về thượng cổ tuyệt phẩm, trên đường những vật này mặc dù tốt, nhưng đối với bọn hắn tới nói có chút ít còn hơn không tất nhiên những thứ này linh khí bản thân đối bọn hắn vô cảm vậy bọn hắn cũng không cần thiết giữa đường lãng phí thời gian cùng thể lực tần phong còn tốt cứ việc quan tinh sơn khó đi nhưng bản thân hắn là thể tu một thân này thể phách sớm đã bị rèn luyện đến tương đương xuất sắc đăng đỉnh quan tinh sơn thời điểm hắn chỉ là thoáng có chút thở dốc xem ra cái này quan tinh sơn hẳn là có cấm chế nào đó cho dù hắn thân là thể tu muốn lên tới cũng không quá dễ dàng độc cô cửu kiếm thì tại sau khi đi lên liền nằm ngửa trên đất cả người nhìn giống như một bãi bùn nhão tần huynh người thật đúng là lợi hại a à, ta mặc cảm tần phong khóe miệng giật giật tiểu tử này liền leo núi đều tại cùng hắn tranh tài sao lão tần đang lúc tần phong chuẩn bị tìm một tìm chuông cách thân ảnh chỉ nghe thấy công tôn mạc âm thanh từ sau lưng vang lên nhìn lại công tôn mạc ba người hướng về bên này chạy tới bất quá ba người đều có chút chật vật xem ra đi lên phải cũng không dễ dàng công tôn mạc vừa chạy đến tần phong trước mặt liền khom lưng dùng hai cánh tay chống đỡ đầu gối nhìn tần phong đại khí không thở một chút nghiến răng nghiến lợi đạo ta liền biết người chắc chắn đã lên tới thực sự là người so với người làm người ta tức chết a à. người nào nhường ngươi phải cứ cùng lão tần so đâu đây không phải không biết lượng sức là cái gì đồng cung nhã cũng đi tới tiện tay xóa đi mồ hôi trên chán. bên cạnh nam hạc hiên đi theo nàng nhìn nàng lau mồ hôi liền lập tức đưa lên một khối sạch sẽ khăn tay công tôn mạc xem xét liền ghê răng, ta nói lão nam. Lần này từ thử kiếm núi sau khi trở về, ta phát hiện ngươi cả người giống như có chút biến thái, hai người các ngươi để cho ta cảm nhận được ác tâm. Đồng cung nhã đỏ mặt nhận lấy khan tay, nghe nói như thế hung hăng chừng công tôn mạc một mát, mau mau cút, ta nhìn ngươi chính là không ăn được nho nói nho chua. Nói xong. Đông cung nhã quay đầu nhìn về phía Tần Phong, lão Tần. Hai ngày trước, nàng là muốn giải thích phía trước mấy ngày tiên môn trên đại hội sự tình, lúc đó liên quan tới Tần Phong phải chăng vì ta tu chủ đề tranh luận không dưới. Ba người bọn họ cũng ở tại chỗ, không phải không có giúp Tần Phong nói chuyện, mà là lúc đó tranh luận cũng là mấy vị đại lão, bọn hắn những thứ này tiểu đệ tử thật sự là không nói nên lời đến nỗi đằng sau mấy ngày toàn bộ vô tướng tông sở hữu sơn môn mở ra cấm chế không cho phép tùy ý đi lại bọn hắn cũng không cách nào đi ra tần phong bách cảnh kính đến bây giờ đều không sửa chữa tốt bọn hắn cũng liên lạc không được tần phong khoát tay áo không cần nhiều lời ta hiểu tình huống lúc đó coi như ba người bọn hắn nói toạc cổ họng cũng vô dụng ngươi xem đi ta liền nói lão tần không phải người dễ giận như vậy. công tôn mạc ngồi thẳng lên, hướng về phía tần phong nháy mắt ra hiệu. nên nói không nói a à, lão tần, người ngày đó thật đúng là quá đẹp rồi. người không thấy ngươi vung tay rời đi về sau. phong hành gương mặt kia muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. không phải sao? ta nghe nói ngày hôm nay trèo lên quan tinh đài, người khác không đến kể từ tiên môn đại hội sau đó hắn liền bế quan xem bộ dáng là ở nhà hoài nghi nhân sinh đâu cái này tần phong cũng không chú ý phong hành như thế nào cùng hắn quan hệ không lớn hắn ngay từ đầu cũng không định cho phong hành dễ nhìn là cái sau tự ngạo quá lâu đối với chính mình quá khắc nghiệt ngươi nói cái này làm gì chúng ta lão tần là loại kia nhìn có chút hả hê người sao Đồng Cung Nhã tức giận lườm Công Tôn Mạc một dạng. Công Tôn Mạc cũng thản nhiên, hắn đương nhiên không phải. Nhưng ta đúng vậy a? À. Được rồi được rồi, đừng nói những thứ này nói nhảm, người lão Tần cùng ngươi cũng không đồng dạng. Đông Cung Nhã quay đầu hỏi Tần Phong, "Lão Tần, dọc theo con đường này tới ngươi hẳn là thu hoạch không thiếu a?" À. "Như thế nào?" trên đỉnh núi có hay không ngươi coi trọng linh khí? Tần Phong lắc đầu, ta còn không có gặp phải cùng ta sinh ra cảm ứng linh khí. Đồng cung nhã nghe vậy trợn to hai mắt, đây không có khả năng a à. Lấy thiên phú của ngươi, đến địa phương này còn không phải tùy ý chọn. Lúc này công tôn mạc túm nàng một cái, đưa lưng về phía tần phong hướng nàng nháy mắt ra hiệu. đồng cung nhã lúc này mới nhớ tới tần phong là không có linh cốt đến loại này chỗ ngược lại ăn thiệt thòi bởi vì dưới tình huống tất cả mọi người không thể sử dụng linh lực linh khí cảm ứng được ngoại trừ bản nhân thiên phú càng nhiều hơn chính là đối với linh cốt chọn lửa tần phong không có linh cốt cùng nhau đi tới thậm chí ngay cả cấp thấp linh khí đều không đối với hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào độc cô cửu kiếm cuối cùng nghỉ khỏe đứng lên mười phần thẳng thắn mà vỗ tần phong bả vai không việc gì tần huynh chúng ta cũng là dùng kiếm người những pháp khí này cái gì cũng chính là một thêm gấm thêm hoa tác dụng chúng ta có của mình kiếm là đủ rồi ân tần phong quay đầu nhìn hắn người lúc này còn thật biết nói chuyện phải không độc cô cửu kiếm ngượng mùng gãi đầu một cái ta chính là từ tâm mà phát thôi lúc này công tôn mạc ba người mới phát hiện độc cô cửu kiếm ở chỗ này công tôn mạc vội vàng đem tần phong kéo sang một bên hạ giọng nói lão tần người tại sao cùng tiểu tử này xen lẫn trong cùng nhau có vấn đề gì sao tần phong nghi hoặc ta nói với ngươi a tiểu tử này chính là một cái chính cống kiếm si người đúng là không xấu nhưng mà tương đương quấn quýt ta cho ngươi biết a à, ngươi một khi bị hắn nhận định mạnh hơn hắn tiểu tử này sau đó liền sẽ không biết mệt mỏi mà quấn lấy ngươi làm không tốt ba ngày hai đầu tìm ngươi đơn đấu thẳng đến hắn có thể đánh được ngươi mới thôi công tôn mạc nói điểm này tần phong đã lĩnh giáo khóe miệng giật một cái ta cảm thấy ngươi bây giờ nói chậm đang lúc hai người nói chuyện trời đất bỗng nhiên trên đỉnh núi một hồi kình phong đánh tới chỉ thấy một thanh phi kiếm bỗng nhiên đứng lặng tại trên đài xem sao khoảng không sau đó chậm rãi tới gần quan tinh đài phía trên xuống mấy người tập trung nhìn vào là linh hư tông cái vị kia phó tông chủ hắn càng là trực tiếp mang theo từ như nguyệt bọn người lấy ngự kiếm phương thức bay lên thanh phi kiếm kia cũng không phải cái gì bội kiếm tựa hồ chỉ là một loại nào đó pháp khí, chuyên môn dùng phi hành, hơn nữa có thể đột phá quan tinh đài cấm chế. Từ như Nguyệt vừa rơi xuống đất liền vui vẻ không thôi. Ôm từ phó tông chủ cánh tay nũng nịu bán ngu ngốc, liền biết đại bá tốt nhất rồi, tất nhiên không nỡ như trang bị khổ. Từ phó tông chủ cũng không cảm thấy cử động của mình có cái gì không được. Vuốt vuốt dâu ria cười nói, tốt, cháu gái của ta nơi nào còn cần đến chậm rãi leo núi nhanh đi chọn lựa linh khí a à. có yêu mến nói cho đại bá chính là đa tạ đại bá vốn cho là bọn họ linh hư tông ở đây chỉ là ngoài ý muốn nhưng mà tại linh hư tông sau đó mấy cái đại tông môn pháp khí đều bay lên cũng có một chút bản thân liền xuất từ tiên môn thế gia đệ tử hiện thân toàn bộ đều mượn thượng phẩm pháp khí đột phá cấm chế trong đó thậm chí còn bao quát ánh trăng đài cái vị kia quan triều công tử cùng nguyệt cơ